Sáng nay, ngày hội việc làm tư vấn tuyển sinh năm 2022 đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Ngày hội thu hút sự tham dự của 80 đơn vị doanh nghiệp với hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển sinh và vị trí việc làm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự và phát biểu khai mạc ngày hội. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhận mình, ngày hội hôm nay là một hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn bình thường mới. Toàn tỉnh đang tập trung cho kế hoạch phục hồi kinh tế, với hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển sinh và vị trí việc làm đây là cơ hội rất lớn để người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp các em học sinh được giới thiệu định hướng các nghề nghiệp trong tương lai đây cũng là không gian lý tưởng để kết nối cung cầu lao động đáp ứng chuỗi cung ứng thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay ngày hội việc làm và tư vấn tuyển sinh năm nay được tổ chức với ba mục đích chính giúp các học sinh sinh viên ra trường có khả năng tìm việc làm phù hợp ở trong và ngoài nước hoặc học lên trình độ cao hơn tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho các học sinh ở các trường trung học cơ sở trung học phổ thông và người lao động có nhu cầu trực tiếp đối thoại tuyên truyền giải đáp các chính sách về lao động việc làm giáo dục nghề nghiệp và hoạt động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động trên địa bàn tỉnh tại ngày hội một chương trình trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và người lao động cũng đã được tổ chức nhằm giải đáp những thắc mắc của người lao động về các kiểm sách liên quan đến lao động việc làm